Newcastle đứt chuỗi thắng ở ngoại hạng Anh. Bàn thua phút 89 khiến Newcastle bị West Ham cầm hòa 2-2 ở vòng 8 ngoại hạng Anh tối ngày 8 tháng 10. Vừa gây tiếng vang với trận thắng PSG 4-1 ở Champions League, Newcastle tiếp tục đứng trước nhiệm vụ khó khăn, giành điểm trên sân đội đang có phong độ cao West Ham. Tuy không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Sven Botman vì chấn thương, chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở ngoại hạng Anh tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò Eddie Howe. Tuy nhiên, sau những phút đầu chơi hứng khởi, hàng thủ không thủng lưới 3 vòng gần nhất của Newcastle mắc sai lầm. Thủ môn Nick Pope băng ra để bắt bài một đường truyền dài nhưng bị lỡ trớn. Kết quả, anh bị Emerson vượt qua và bất lực nhìn hậu vệ này dọn cổ cho Thomas Southgate mở tỷ số. Đây là bàn thứ 3 trong 4 trận gần nhất Southgate ghi cho West Ham. Mùa này, tiền vệ Cộng hòa Czech được huấn luyện viên David Moyes khuyến khích xâm nhập vòng cấm nhiều hơn khi phía dưới đã có Edson Álvarez. Điều này giúp Southgate phát huy điểm mạnh chọn vị trí trong vòng cấm. Anh cùng tân binh James Woodhouse tạo ra những mũi khoan từ hàng tiền vệ, giúp lối đá của West Ham đa dạng hơn. Sau khi thủng lưới, Newcastle vùng lên đáp trả. Tiền vệ đang có phong độ cao Miguel Almirón sút chệch cột dọc sau pha đi bóng qua người ở cánh phải. Như thường lệ, Newcastle tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống bóng chết với khả năng sút phạt của Kieran Trippier. Suýt chút nữa, hậu vệ này đã có pha kiến tạo tiếp theo khi Giang Bơn đánh đầu chệch mục tiêu không xa. Với lợi thế dẫn bàn, West Ham chủ động đá phòng ngự thành công và rình rập chờ cơ hội. Ý đồ của họ tưởng như thành công khi ở một pha phạt góc đầu hiệp 2, Álvarez đánh đầu chệch cột. Tuy nhiên, Newcastle thể hiện bản lĩnh của đội lọt top 4 mùa trước. Liên tục gây sức ép, chích chòe gặt hái thành quả khi ở một pha đá phạt, Álvarez phá bóng lỗi, đưa bóng đến chân Alexander Isak. Tiền đạo Thụy Điển không bỏ lỡ món quà này. 5 phút sau, vẫn là Isak đưa Newcastle vượt lên với pha đệm cận thành sau đường căng ngang từ Trippier. Đây là bàn thứ 5 trong 5 trận gần nhất Isak ghi cho Newcastle trên mọi đấu trường. Phong độ cao giúp chân sút 24 tuổi chiếm sút tiền đạo cắm, đẩy đàn anh Callum Wilson lên ghế dự bị. Ghi cú đúp, Isak được Husqvarna bình chọn là cầu thủ hay nhất trận này. Với Trippier, đây là trận thứ 4 liên tiếp anh kiến tạo thành bàn và là đường kiến tạo thứ 6 trong 4 trận gần nhất. Isak đáng ra ghi hat-trick ở phút 73 khi vượt qua thủ thành Anfon Areola nhưng dứt điểm dội cột. Pha bỏ lỡ này khiến Howe tiếc nuối đến mức sau trận. Ông nhắc đến nó như một trong những nguyên nhân khiến Newcastle tụt chiến thắng. Bản thân Isak được thay ra phút 86 và ngậm ngùi nhìn đội nhà bị gỡ sau đó 3 phút. Với một pha volley đập đất đầy bất ngờ, tiền vệ vào thay người Mohamed Kudus giữ lại một điểm cho West Ham. Đây là bàn đầu tiên cầu thủ người Ghana ghi cho West Ham tại ngoại hạng Anh sau khi chuyển tới từ Ajax hồi tháng 8. Sau kỳ tập trung các đội tuyển quốc gia, Newcastle có cơ hội tìm lại mạch thắng khi tiếp Crystal Palace ở vòng 9 vào ngày 21 tháng 10. Trong khi đó, West Ham sẽ làm khách của Aston Villa ở trận tiếp theo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.